Chào các bạn đến với chương trình Neo Show với Chánh Trần. Hôm nay chúng tôi quay lại với cô Hana Nguyễn để update những cái thông tin liên quan đến cái nồi cơm của cái tiệm Neo Salon. Mà khi đến nồi cơm có nghĩa là cái dịch vụ máy cà thể tín dụng và tiền bạc. Thì cô Hana, mời cô gửi lời chào đến khán giả xem đài. Hana xin thân mến chào quý khán giả. Lâu lắm rồi Hana không có quay lại, không có nói chuyện về cái máy merchant á. Vâng, thì hôm nay Hana cũng có nhiều cái tin mới, công ty cũng có nhiều cái chương trình mới muốn update với quý vị, cho nên là quay lại đây. Thì trước khi vào nội dung chương trình ngày hôm nay, cô Hana có thể giới thiệu lại cái office của cô và cái công ty của cô cung cấp những cái dịch vụ gì liên quan cho tiệm Nail Salon? Dạ vâng, thì văn phòng của Hana nằm ngay góc McFadden với Brookhurst, thành phố Westminster. Hana thì chuyên về tài chánh, tức là những cái vấn đề về máy credit card cho các business, hoặc là máy ATM, hoặc là các hệ thống POS. Bên cạnh đó Hana cũng cung cấp những cái bảo hiểm cho các cơ sở thương mại, bảo hiểm cho tiệm nail, cho nhà hàng, cho các cái loại cơ sở thương mại khác. Vâng. Thì mọi người cũng biết cô Hana là cung cấp dịch vụ về máy cà thể tín dụng. Thì hồi nãy cô Hana nói là cô Hà lên đây để update những cái service mới của công ty cô, thì bây giờ có dịp cô có thể chia sẻ với mọi người. Dạ vâng, thì Hana cũng có những cái chương trình mới, và thật sự là cuối năm thì cũng có rất là good deal. So với lại những cái chương trình mới ra thì công ty cũng offer cái good deal để có được những cái chương trình đó. Trước hết là nếu mà tiệm của quý vị trên ví dụ như 8 đến 10 ghế trở lên mà muốn có tiền tip để cho khách, trả tiền tip bằng cash cho thợ đó. Nếu mà quý vị có cái nhu cầu gắn cái máy ATM trong tiệm á, thì từ giờ đến cuối năm á, bên Hana có cái chương trình là đặt máy cho các quý vị xài miễn phí, không đặt có máy mua gì cô? Đặt máy ATM. Đặt máy ATM là máy rút tiền tự động. Dạ vâng, dạ. Thì đặt thông thường thì trước đây là cái máy đó mình phải mua 2.000 mấy 3.000 một cái nha. Còn hiện tại bây giờ là công ty sẽ đặt ở tiệm quý vị. Và cái tiền phí mà khi khách hàng rút tiền mặt đó, nó rất là thấp bằng một nửa so với cái giá trên thị trường hiện tại. Nhưng mà theo tôi được biết là những cái tiệm nail salon đó, họ cũng ngại về vấn đề khi mà đặt máy ATM, sợ bị ăn cướp, hay là nói chung là liên quan đến tiền bạc. Thì không biết là đặc biệt các chị mà phụ nữ thì họ rất ngại làm việc với cái máy ATM. Thì không biết cô Hana bên công ty cô có một cái giống như cái hỗ trợ gì để dễ dàng cho mọi người không? Dạ thật sự thì mọi người nghĩ như vậy thôi, chứ nó cũng không có đến nỗi gì khó khăn. Tại vì khách của Hana đặt những cái máy ATM đa số là chủ là cô nữ. Đã có những người chủ tiệm nail đặt máy ATM của chủ là nữ thôi, họ cũng handle được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình cũng biết được cái tiệm của mình ở cái khu vực an toàn hay là không. Nếu mà cái chỗ mình không an toàn thì cũng không có nên đặt. Nhưng mà có những người khách đến với Hana nói chỗ tôi an toàn lắm, chỗ tôi rất là an toàn, thậm chí cửa kiến bốn bề tôi đặt cái máy ATM đó cũng không sao. Họ nói như vậy thì mình đặt cho họ thôi. Vâng, vâng. Và tự mình biết là cái chỗ mình có an toàn hay không. Thì cô có thể cho mọi người biết sơ lược là cái benefit, giả sử tôi là chủ tiệm nail salon, tôi muốn cái benefit gì khi mà tôi đặt một cái máy ATM trong cái tiệm nail của tôi? Thật sự là mình muốn thợ khi làm mệt nhọc cũng có cái tiền tip. Nhiều khi cái tiền tip mà mình bỏ vô cái máy cà thể đó thì nó đội cái income của mình lên, mà thật sự cái tiền đó không phải là income của mình. Cái đó là một tiền tip của thợ. Rồi cái nữa là tiền nó vô máy cà thể nhiều thì mình lại phải trả cái phí cao nữa. Cái đó nó bất lợi cho người chủ rất là nhiều. Và nhiều khi cái người làm họ không có, cái người khách họ tới mà họ không có tiền mặt, họ nói để họ đi rút tiền mặt, họ đi là họ đi luôn. Như vậy nó mất cái tiền tip của người thợ thì cũng rất là tội họ. Cho nên là có rất là nhiều người khách đến với Hana nói là tôi chỉ muốn là đặt cái máy trong đó thôi, tôi không cần gì hết, tôi chỉ có muốn có cái máy trong đó để cho khách rút tiền để trả tiền tip cho thợ. Khách vừa vui vẻ, thợ vui vẻ mà chủ cũng vui và có lợi đủ đường. Có hai vấn đề muốn hỏi cô. Vấn đề thứ nhất là
Khi thỉnh thoảng khi tôi đi nhà hàng hay là tôi đi những cái service, tôi thấy là có cái phần tip và mình không có tiền mặt, mình ghi tip vô 5 đồng, 7 đồng, 20 đồng vậy. Thế thì cái tiền tip đó, tiền tê đó có bị share với người chủ hay không? Tại vì người chủ, cái đó là mình chạc trên cái máy cà thẻ, thì không biết là người, theo cô là người chủ có share với người thợ cái đó tiền theo đó kinh không? Nghiệm của Hà, cái đó là do giữa chủ với thợ deal với nhau, mỗi tiệm mỗi khác dạ. Chứ không có một cái không có theo cái luật cái nào rule hết. Nào để mà phải theo hết dạ. Vâng. Câu mà thường là cái người chủ là cái người chịu thiệt thòi về cái phần đó. Vâng. Dạ. Câu hỏi thứ hai á là ngoài cái máy ATM ấy, thì công ty cô còn những cái update, cái service nào mới nữa hay không? Dạ vâng, thì Hana cũng nghe rất là nhiều người nói tôi đi làm về rất là mệt rồi mà tối nào tôi cũng cộng sách, cộng sổ sách, lấy receipt, cộng nhiều khi 11, 12 giờ đêm, có nhiều người 1 giờ đêm mới ngủ, rồi sáng phải dậy sớm, nó nói mệt mỏi quá. Bây giờ cô có cái system nào, cái hệ thống nào mà nó làm luôn giùm cho mình, mình đóng cửa mình đi về, mình là mình chỉ có nghỉ ngơi thôi. Thì bên Hana lắng nghe cái tâm tư đó và có ra một cái chương trình mới cho các cái tiệm nail, là cái chương trình nó gọi là cái hệ thống quản lý POS. Thì cái máy nó nhỏ, rất là nhỏ gọn, giống như là cái iPad thôi. Và khi mà những cái trong ngày quá trình mình làm bao nhiêu tiền, mỗi người thợ làm bao nhiêu ở trong đó nó ghi, nó save lại hết rồi. Cho nên mình muốn mình chỉ in report của ngày đó ra thôi, chứ mình không về mình phải chia cái receipt này của ngày này, receipt này của ngày kia, rồi tiếp bao nhiêu. Nói chung là cái máy đó là một cái computer nhỏ ở trong tiệm, cộng trừ nhân chia giùm cho mình rồi. Vâng. Dạ, và bên cạnh đó cái máy đó nó cũng giúp cho mình e-seal những cái gift card. Thay vì là gift card mình ghi bằng giấy, nó không có professional, nó không có đẹp. Nhất là cái mùa này lễ lộc người ta muốn tặng nhau thì mình sẽ dùng cái máy đó, mà mình có cái card bằng plastic, có tên tiệm, có địa chỉ tiệm, có số phone tiệm ở trên đó. Quá hay. Kính thưa quý vị, văn phòng của cô Hana là chuyên cung cấp những dịch vụ về tài chính bảo hiểm, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà liên quan đến technology và thanh toán cho những cái tiệm nail salon. Thì chúng tôi có để số điện thoại và địa chỉ của văn phòng, thì quý vị nào muốn tham khảo về những cái dịch vụ liên quan vấn đề mà tiệm nail salon của mình, xin quý vị lấy cây viết và tờ giấy ra, ghi lại cái số điện thoại và gọi cô Hana liền. Và cô Hana có hứa với tôi là những cái khách hàng mà từ chương trình Nail Show mà gọi cô Hana thì chắc chắn cô Hana sẽ có những cái good deal cho quý vị, nên quý vị cứ an tâm liên lạc với cô Hana. Thì có một câu hỏi mà bây giờ tôi mới nhớ ra, là theo tôi nghĩ á, tự nhiên đặt cái máy ATM cái giá trị rất là cao và đòi hỏi cái người technical phải set up cái phần mềm hay là làm một vài cái service nó cũng không có đơn giản. Không biết là khi mà chủ cái tiệm nail salon á cần đặt một cái máy ATM trong công ty của cô thì có bị ràng buộc một cái contract gì không, hay là họ có bỏ tiền ra phải lease cái máy, thuê cái máy hay mua cái máy hay không? Xin mời cô. Dạ, thì thông giống như là trước đây Hana làm việc với quý khán giả như thế nào, thì bây giờ cái máy ATM cũng vậy, không có contract, không có lease máy, không có mua máy. Nó cái deal của nó cũng giống như cái máy credit card. Và cái hệ thống mà Hana mới nói hồi nãy là POS á, thì từ giờ đến cuối năm Hana có cái promotion very good cho quý vị, và không có contract luôn, kể cả cái máy ATM luôn. Theo tôi được biết giá trị không cũng có contract trên 2000. Hana không có muốn ràng buộc contract với bất cứ người khách nào hết, ai vui vẻ happy đi với mình. Có nghĩa là chủ tiệm nail salon như tôi là cần công ty cô đặt một cái máy ATM và không tốn một cái khoản tiền nào luôn, không contract gì luôn. Dạ, wow, thậm quá chí điều, quý vị. Hana gửi người tới set up cái máy cũng không có chạc nữa. Thông thường Mỹ mà họ tới họ set up cái máy đó họ chạc 150 một tiếng đồng hồ. Wow. Dạ. Vâng. Trước khi mà chấm dứt chương trình, không biết cô Hana có một cái
cái dặn dò gì cho quý khán giả mà về cái dịch vụ máy cà thể tín dụng cho tiệm nail salon? Dạ vâng, thì Hana làm trong nghề cũng hơn 10 năm rồi, Hana tồn tại được là cũng nhờ quý khán giả. Thì những cái mà improve, những cái mà service tốt hơn thì Hana cũng với cái tâm huyết là giúp đỡ cho cộng đồng người Việt mình làm việc thuận lợi hơn và có cái nhiều cái lợi nhuận hơn thôi. Thì Hana không có một cái ràng buộc gì với quý vị hết. Quý vị vui vẻ, happy thì đi, còn nếu mà không thì mình có thể cancel anytime. Yeah. Vâng, và không bị phạt gì hết. Không phạt gì vâng. hết. Vâng. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ ha, nếu quý vị nào dự định mở tiệm nail salon hay là tiệm nail salon mình đang có dịch vụ máy cà thể tín dụng mà mình không happy về giá cả, về service, xin liên lạc với cô Hana. Lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.